chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh giải mã lô đề tổng đài hỗ trợ của chúng tôi là 0982 70 14 15. Chúng tôi là kênh chốt số chuẩn 100%, không hề có sự sai số. Trên màn hình các bạn là biên bản mà bên hội đồng xổ số yêu cầu tất cả các công ty xổ số trên cả nước phải đưa ra những con số theo yêu cầu của hội đồng. Văn bản đã được đóng dấu và ký tên bởi ông Lê Đức Thịnh là Tổng Giám đốc Công ty Xổ số Việt Nam và được các nhân viên kiểm định cũng ký tên đóng dấu vào biên bản. Bên chúng tôi chỉ có một mẫu văn bản như trên màn hình các bạn đang thấy, và chúng tôi không hề có bất kỳ một mẫu văn bản nào khác. Tất cả những mẫu văn bản không giống như trên màn hình đề không phải của công ty chúng tôi. Hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là đài miền Nam còn đang xổ số. Các bạn có thể thấy văn bản mà chúng tôi nhận được hoàn toàn trước giờ xổ số. Tất cả các văn bản này đều là tuyệt mật. Vậy nên để các bạn được theo dõi video này chúng tôi đã đánh đổi rất nhiều rủi ro. Các bạn hãy biết quý trọng cơ hội đang tới với các bạn. Cơ hội chỉ tới với ai biết quý trọng nó mà thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.